Chào mừng anh em lại trở lại kênh trailer bên đây nhà Đức nhé. Hôm nay mình lại review tận cảnh làm đẹp cho chiếc xe của em Tuấn Anh. Đấy, Bongo 3 đời 2009 cabin đơn. Đấy, cabin này thì nó sẽ trùng với Kia của K250. Đây, đang đóng trung tắc kê cho em đây. Đấy, dàn trung tắc kê inox Hàn Quốc các bác nhá. Đấy, Hàn Quốc này. Đấy, căng nét luôn. Đấy, trước đấy thì em Tuấn Anh đã chơi chụp lát. Đấy, bây giờ chuyển sang đóng tiếp bộ dàn trung tắc kê để cho cân xứng với cái bộ chụp mâm nhá. Đây các bác nhìn này. Đây là bộ chụp ống tắc kê Hàn Quốc này. Đấy, anh em cứ việc đóng vào thôi, nó sẽ có nhiều form chơi. Một là anh em thích chơi inox, hai anh em thích chơi mạ si, thì đấy là tùy vào cái sở thích của anh em. Đấy, nhiều anh em thì thích chơi mạ si, nhiều anh em thì chơi inox. Đấy, bên mình thì có hai sản phẩm để cho anh em lựa chọn, nhưng mà với mình thì mình vẫn thích mạ si hơn các bác ạ. Mạ si thì nó sẽ có cái độ bóng của mạ si, nó trùng tổng thể với các đồ chơi xe hơn. Đấy, anh em thấy không, rất đơn giản đúng không ạ? Các bác thì việc đóng vào là xong rồi. Đấy, chưa đầy 2 phút này các bác có thể đóng xong cái chụp giải đông tắc kê. Đấy, ok. À, xong chúng ta xử lý cái đặt mưa ra nhé. Đây, sau đây mình đi review qua chiếc xe của em Tuấn Anh nhé. Đấy, Tuấn Anh là một trong những fan hâm mộ của cũng là một trong những fan hâm mộ của các câu lạc bộ. Em cũng tham gia rất nhiều câu lạc bộ này. Câu lạc bộ yêu xe tải này. Đấy, câu lạc bộ đoàn kết vững mạnh này. Đấy, hào hào bộ lái xe này. Và em cũng tham gia của câu lạc bộ kết nối anh em mọi miền này. Đấy, lái xe của Tuấn Anh thì cũng rất nhiều những cái món đồ chơi mà tất cả các dòng xe khác của anh em đang chơi hiện tại bây giờ. Đấy, xe của Tuấn Anh là Bongo 3 các bác nhá, 2009 nhập khẩu. Đấy, đây quả gương Bongo 3 rất nhiều anh em thích đây. Đấy, vừa rồi thì K250 không có gương này, anh em sấy điện các bác nhá. Đấy, sấy điện này đang bật lóng gian này. Đấy, các bác thấy không, nước vào trôi luôn này, đang bật này, lóng gian luôn này, rất thích luôn. Đây, sau đây mình sẽ mở qua cái cabin cho anh em nhìn qua chiếc xe của Tuấn Anh nhá. Đây là Bongo 3 đời 2009 nhập khẩu. Đấy, con này thì em vẫn chưa phải là bản full, vẫn là bản thiếu nên ra nhiều những chi tiết ở trên này chưa có. Đấy, nhưng mà vẫn là vân gỗ rồi nè. Đây, màn hình em thì đã lên rồi nè các bác này. Trần đây, trần gôn này, đặc biệt là trần gôn này các bác này. Đấy, cái trần này thì đợt tới bên mình sẽ về lắp được cho K250 và K200. Đấy, cái trần này rất là hay luôn. Nó sẽ có một cái khay đựng đồ trên này các bác ạ. Các bác đựng được rất nhiều đồ lặt vặt như là kem bàn chải đánh răng, rồi điện thoại, kính cùng các thứ. Rồi một loạt đồ chi tiết các anh em có thể để ở trên cái cốp nhỏ nhỏ này. Rất là hay luôn. À, cabin đơn các bác nhá. Còn cabin kép còn nhiều thứ hay nữa rồi đây. Em thì cũng đổ quả đấm số đây. Hàng châu Âu đây. Đấy, tay phanh cũng là mạ này. Rất là hay này. Đấy, cốp được đồ này. Đấy, ok. Nhìn về nội thất thì chiếc xe này nó cũng có một điều đặc biệt nhất thôi là cái cốp thôi. Vì chiếc xe của K250 không có, giờ tới mình sẽ nhập đấy về và anh em sẽ lắp một cách ok nhất đây. Biển cua lốp, nói chung là xe của em cũng gần như là đủ hết đồ rồi. Sau đây mình sẽ lên cái đít xe để cho anh em xem ngắm qua cái đít xe của em Tuấn Anh nhá. À, đít xe của Tuấn Anh thì cũng rất đơn giản thôi. Em thì chơi hai cái gắn bùn sport, cái cản hông em dàn rất là chắc chắn luôn. À, chủ yếu là nổi bật nhất là về cái đầu xe thôi. Em mình cũng trang trí cũng rất là đẹp luôn này, anh em nhìn này. Đấy, anh em thấy không, rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay Hà Nội mùng 1 mưa rất là lộc lá cho anh em này. Chúc anh em vạn dặm bình an này. Đấy, cảm ơn anh em rất là nhiều đến video này. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Đấy.